chúng ta tới tiếp bài số 118. Đã xử lý xong cái phần đèn, đuôi bóng đèn này đúng không? quay lại cái phần khung sắt, kệ sắt này. Đây là những cái đồ cũ và khi đặt ở cái vị trí tủ bếp trên. Nghĩa là dưới chúng ta có cái nguồn nhiệt khá là lớn đúng không? Và sau một thời gian sử dụng nó đã bị cũ, hàn dỉ một chút, bám bụi bẩn. Nhưng thật thiếu sót khi mà chúng ta không có những cái vết nứt kiểu như này đó chính là những cái vết sơn này nó bị bong chóc ra, bởi vì cái màu trắng này không phải là cái màu vốn dĩ của kim loại, được chưa? nó chỉ làm cái lớp phủ lên trên những cái vật liệu kim loại thôi, nên là chúng ta sẽ làm cho nó bong chóc, xuất hiện những cái khe nứt này, và các bạn để thấy luôn, trong cái khe nứt này nó có hai cái loại vật liệu, một là kim loại thông thường, hơi cũ một chút cái thứ hai nữa là kim loại nó bị han dỉ nghĩa là chúng ta sẽ phải sử dụng corona layer motel cho những cái vị trí bị bong chóc này rất nhanh chóng tôi sẽ vào trong cái bộ map vết bẩn lấy cái texture này bởi vì trông những cái biên dạng này nó khá là tự nhiên nó không quá tròn mà nó có góc cạnh nhưng mà có thể như này thì cũng hơi nhiều nên là chúng ta sẽ phải che chắn bớt đi che chắn bớt những cái vết đen này tôi sẽ lấy cái texture này kéo này qua đây chọn cho nó chế độ chọn lighten giữ antenat copy thêm các bạn có thể xoay nữa đó lấy thêm cái này nữa Lighten Ok, cho nó lướt thôi Gom tất cả lên này, này lại Vào email mode Chuyển sang RGB Flatten luôn Kích vào đây Chia sau Phải để cho cái vùng đen trắng này nó phân minh nha thì chúng ta có thể sử dụng cái map này trên kênh băm hoặc cái display làm cho những cái phần nứt vỡ này nó bị lõm xuống ok save để trong bài số 118 đặt tên là vết lõm vào đây stop bấm phím M đi middle đâu rồi đây, cuối cùng cũng tìm thấy Thì đây chính là cái vật liệu quan trọng nhất Nằm trên mục Base Material đúng không tôi sẽ copy cái này Vào đây, ném cái này rồi Các bạn có thể sử dụng cái map này Trên kênh Base Bump hoặc là Display Nếu mà sử dụng trên Base Bump thì chúng ta sẽ phải copy cái map này Đồng thời trên tất cả những cái cục vật liệu phía dưới còn trên kênh display thì chúng ta chỉ cần sử dụng trên cái vật liệu base material là được đúng không? rồi tôi sẽ copy cái map này xuống để làm cái mask thứ tư và cái ảnh này thì nó lại đang bị ngược tôi sẽ invert nữa. các bạn có thể show lên và nếu muốn có thể kiểm soát bằng cách đổi channel UV map riêng cho cái map này Đồng thời với cái map này Hai cái phải cùng channel với nhau nha Lát tính Copy cục vật liệu này Lên đây Và cái vật liệu mà chúng ta sử dụng trong cái phần nứt vỡ này Nó sẽ phải là Corona Layer đúng không? Bởi vì một cái hàn gì bề mặt nó không bóng mà một cái thì tương đối là mới nghĩa là nó vẫn có reflection rào nít nó tương đối thấp ok copy này xuống cái này tôi sẽ làm kim loại cũ đổi cho nó cái texture khác trông cho nó han gì cái tông màu nó rõ nét hơn tôi sẽ lấy cho nó cái texture kiểu này ok cái này tôi sẽ cần cái texture trên kênh groundit. Vào đây, lấy cho nó cái map kiểu này. Quang base round. Cái texture trên kênh base color tôi cũng đổi đi. Lấy cho nó cái map này luôn. Ok. Rồi. Corona layer. Cái này vào đây này. Cái này đây này. Copy này xuống. Và lại bộ đốt texture, lấy cho nó cái texture này. Quăng vào mask 1. Invert thử xem. Ok, sử dụng cái này đi. Bởi vì chúng ta còn sử dụng cái Corona AO nữa. Cho những khu vực góc cạnh. Nên là khi mà sử dụng trên kênh Display, những cái vị trí mép này này, nó lõm xuống thì đồng thời nó cũng bị bám dơ luôn. Rất đơn giản, tôi sẽ cầm cái vật liệu này, ném vào layer 4. Render thôi. À quên, chưa chỉnh cái Display này chúng ta sẽ ưu tiên chỉnh cái min level đúng không? Trừ 2 đi. Max tôi sẽ để nó bằng 0. Tại vì tôi không muốn cái thanh sắt chúng ta nó phình to ra. Ok, nếu các bạn tính mắt sẽ thấy cái vị trí này, này. nó bị lõm xuống theo. Rồi, cả những cái vết han gì nữa. Render với khung hình lớn là chúng ta sẽ thấy nó rõ luôn. Đây nữa này. Do cái map này của chúng ta này, những cái chi tiết này nó hơi nhỏ, nó hơi vụn đúng không? Tôi sẽ làm cho nó lớn hơn, rộng hơn. Và lại Photoshop, đứng công cụ Magic Wand tool. Này kích vào khu vực điểm ảnh màu đen. Kế tiếp tôi sẽ vào Select, Modify, Expand là mở rộng cái vùng chọn của tôi ra. Và tôi có thể để nó lên 20 pixel luôn. Kế tiếp tạo một layer mới. Đỏ cho nó cái màu đen lên trên. Trông như vi khuẩn. Ý. Ok. Save. Ghi đèn này. nhiều hơn rồi à? ok rất là ngon như thật luôn làm xong tự thấy nể mình quá rồi các bạn cố gắng lên nha ok chúng ta sẽ sang một cái phần uh, vật liệu khác đó là laser da ở đây tôi sẽ copy cho cái ghế này. Đặt thêm một cái camera nữa. Kéo đây. Dí sát lại. Quan sát cho dễ. Laser. Trong bài số 18 tôi đã sưu tầm sẵn một số những cái ảnh chụp những cái ghế da thực sự không phải render bằng những cái phần mềm 3D này chưa bởi vì nói gì thì nói tất cả những cái show 3D nó đều có cái giới hạn của nó và các bạn có thể thấy laser là một trong những cái vật liệu cũng tương đối dễ làm chúng ta chỉ cần cái texture trên cái kênh base color trên cái kênh Brownit trên kênh bump à, chấm hết với những cái vật liệu phức tạp hơn chúng ta có thể sử dụng cái corona layer MTL kết hợp với cái map corona AO. Cái vấn đề còn lại chỉ là cái sự tinh tế của mỗi người mà thôi. Về kỹ thuật làm vật liệu da nó chỉ có vậy. Nhưng mà các bạn cần thật lưu ý để kết xuất được ra một cái vật liệu trông realistic giống như da thật. Trước tiên cái model của chúng ta nó phải thật đã. Và cái đặc trưng trong thực tế của những cái đồ vật mà được bọc ra đấy Các bạn có thể thấy nó rất là mềm mại Những cái vết lồi lõm không thể nào lẫn đi đâu được Đấy chưa Các bạn đừng quên rằng chúng ta luôn có hai cái vấn đề Thứ nhất là model Cái vật thể để trông nó phải chân thực đó. Kế tiếp rồi mới làm cái vật liệu chân thực Thì tổng thể nó mới đẹp được Nó mới thật được Và những cái vết lồi lõm này Thường thì trước đây tôi sử dụng những cái phần mềm như là Mavolu Designer làm vải để modeling cái kiểu này nó rất là dễ nhất là những cái vị trí lõm này thấy không những cái khe lõm xuống này những cái nếp gấp này. cái này mà làm bên 3D thì to tay luôn sang Mavolu Designer chỉ cần mấy thao tác là có rồi trong bài số 118 tôi đã để sẵn cho các bạn một số những cái texture chuyên về da thì khi mà cài Corona ra trong cái material library nghĩa là trong cái thư viện này nó cũng cho chúng ta sẵn một vài những cái vật liệu liên quan tới laser nhưng mà đa số nó làm tương đối là nhì nhằng và tôi cũng không thích lắm và cái tính hiệu quả cũng không cao và tất nhiên rồi nó không thể nào đa dạng được cái quan trọng nhất là các bạn sẽ phải hiểu bản chất vấn đề tự mình làm vật liệu thì nó sẽ chủ động hơn và trong những cái file chứa tất cả những cái texture để tạo ra cái vật liệu ra cho những cái model nào đó thì thường các bạn sẽ thấy nó có một cái map base color chất lượng rất là cao nhấn mạnh lại nha chất lượng phải cao chắc chắn rồi đó là yếu tố tiên quyết để chúng ta có thể tạo ra một cái vật liệu trông nó realistic kế tiếp chúng ta sẽ có một cái map à, normal bump Trường hợp mà chúng ta không có cái map nó bump Thì ít nhất cũng phải có một cái texture đen trắng Để sử dụng trên cái kênh băm đúng không? Rồi và cuối cùng Chúng ta sẽ cần một cái texture Để mô phỏng cái độ roundness Hay là đối với những phiên bản cũ Nó là cái glossiness Chính là cái cao quang của vật thể Đơn giản vậy thôi Ok, em quay lại với cái da này thì trước khi Unwrap cho cái mặt ghế này Chắc chắn rồi chúng ta sẽ phải Unwrap bởi vì với cái hình thù này không thể nào UVW được Có mấy điều tôi cần lưu ý các bạn trước Thứ nhất là có thể cái file Max của các bạn sau một thời gian làm, chỉnh sửa rồi xóa Thêm rồi bớt Tự dưng cái dung lượng của nó Tăng lên rất là cao Có thể mấy trăm MB có thể là vài ghi luôn Thì để xử lý cái vấn đề này chúng ta sẽ chạy cái file Degree Max file Cách sử dụng rất là dễ, các bạn chỉ cần copy này này. Vào script, run script. Cái tiếp paste vào đây luôn cho tôi. Bởi vì tôi hay xài nên là tôi paste ở đây rồi. Và khi mà chúng ta cảm giác nghi ngờ cái file nó đang bị tăng dung lượng thì các bạn sẽ vào cái script này. Kích vào degree open, nghĩa là coi như chúng ta run cái script đó. Hiện tại file mắc của chúng ta là 546 MB. Sau khi mà tôi chạy script đó, Tôi tự sell lại xem Đó Bây giờ nó xuống còn 275 này đi chưa nhỉ Cái điều thứ hai mà tôi cần Nói với các bạn Đó là cái ghế này chúng ta uh, Tôi nhặt ở thư viện thôi Nhưng khi modeling các bạn thấy Ở đây nó có một cái vết Thực ra là ý tưởng là muốn làm Một vết chỉ khâu Nhưng mà không có Và khi màn wrap Các bạn cũng biết rồi Chúng ta sẽ phải cắt ở cái vị trí này Thì khi mà cắt như vậy Nó sẽ lộ cái vết Cắt giữa cái mặt tròn Và cái mặt hông Nên là tôi có modeling sẵn Những cái chỉ khâu ấy. Và tôi đã để Trong cái bài số 118 Rất đơn giản Các bạn chỉ cần cầm cái file Chỉ khâu này Ném vào trong này Chọn merge file Đưa vào đây Kích vào nút align Kích vào đây Chọn giúp tôi x, y, z Private Point bằng Private Point nha. Cầm theo cái trục này, kéo dưới một chút. Ngay lập tức chúng ta có được cái vết chỉ khâu, trông cũng tương đối là xịn xò. Xong chưa? OK, chúng ta đi vào xử lý thôi. Ở đây cái phần mặt đáy nó có cái miếng này hơi bị dư, thừa rồi xóa luôn. Cái tiếp chúng ta sẽ thấy ở đây nó có một cái miếng nhỏ, nhỏ dẹt dẹt tôi cũng không biết nó là cái gì không biết có phải là cái vật liệu da hay không nhưng mà các bạn có thể gán cho nó cái vật liệu kim loại và chúng ta sẽ đi tách cái miếng này ra sau nó gán vật liệu riêng Thế như vậy cái phần ghế da này nó chỉ còn lại cái phần bên hông và phần mặt để cha và thêm chi tiết này nữa rất là nhanh chóng tôi sẽ vào cái mục modify Mode file list. Bấm cho tôi chữ U Chọn UVW Mapping Clear Làm sạch những cái đường SIM Convert sang Poly Hoặc Edit Poly cũng được Xong là Unwrap Ok Mấy cái chi tiết này Chúng ta tạm thời ẩn đi Chọn cái đoạn 2, nháy đúp vào cái cạnh này kích vào Convert To Sim Ok Và cái phần hông này Chúng ta sẽ phải bỏ Ít nhất là phải bỏ đôi thì nó mới giãn được Cái kiểu hình thù khô khoằm này Và cái hệ lưới đang, đang quá nhiều nên là khi mà chúng ta Relax nó Chắc chắn nó sẽ hơi lâu Cũng có cách khác giảm lưới Đó là sử dụng cái topology nhưng mà nó lại sang một cái thể loại dựng hình và hơi lằng nhằng nên là tôi sẽ xử lý bằng cái cách này thôi, cho lẹ. Ok. Phía bên này. Cái bên này. Thì nó model này rất là dễ làm. Đó Đi đủ một vòng luôn Ok Kích vào Quick Peer Kích vào các độ 3 Element Chọn riêng từng cái đối tượng này Chúng ta relax cho dễ đầu tiên tôi sẽ để theo dạng H Tăng cái màu lên 1. ok Thì sau khi relax ok à, tôi tôi qua Relax relax ok Polygon chỗ này đang có vấn đề ok OK, à, rất là nhanh. Tôi sẽ xếp những cái đối tượng này lại, cũng không cần giãn cho nó thẳng ra. Bởi vì cái vật liệu mà chúng ta sử dụng những cái texture, nó là cái định dạng texture vô hướng, vô hướng nghĩa là không có một cái hướng cụ thể nào cả. Giống như kiểu các bạn có cái map da này, các bạn xoay ngang được, xoay dọc cũng được, à, không sao. Còn nếu mà sử dụng những cái vật liệu, sử dụng những cái texture có hướng, giống như kiểu cái map gỗ này. Các bạn chỉ có thể xoay đúng chiều thôi Thì khi mà chúng ta ăn drop kiểu này Là khóc thét luôn Hình đúng không Nên là tùy từng trường hợp Chúng ta sẽ Relax nó kiểu gì Ok Vào tone Render OVW Để nó khoảng tầm 7000 đi Save. Unwrap chair Bấm phím M lên. Kéo sang này Bitmap Vào trong bài số 118 Tôi đã chuẩn bị sẵn cho các bạn Những cái bộ đó, chuyên làm ra à, thì thực ra là những cái texture này nó phải đi kèm với nhau được chưa những cái map bầm này hơi bị khó làm luôn và đảm bảo với các bạn làm không nổi cái này làm sao mà chúng ta dùng tay mà chế trong photoshop được đó và những cái map normal này này là các bạn thích cái kiểu nào thì chúng ta sẽ mượn ở đây xử lý luôn vật liệu mà nó cũ hay là nó mới hay là nó tối hay là nó sáng thì chúng ta sẽ tùy chỉnh thêm thôi kéo ra đây gán ngon luôn và giả sử nó dán hơi lớn thì tôi sẽ chỉnh xe linh ở đây đỡ phải mất công một shop 44 88 ngon chưa nhỉ? OK thời gian cũng dài rồi hẹn gặp lại các bạn trong những tutorial kế tiếp chúng ta sẽ đi sâu về tất cả những cái thể loại vật liệu da này OK các bạn đang được coi full bộ tự học Corona Render 7 for 3ds Max từ cơ bản tới chuyên sâu để được coi full bộ video được xem những video bị ẩn nhận được cái giáo trình thực hành cũng như có được cái sự hỗ trợ tốt nhất từ tôi các bạn có thể liên hệ với tôi qua địa chỉ zalo hoặc Facebook Tất cả những cái gì ngóc ngách về Corona từ vật liệu, ánh sáng, những khung cảnh nội thất, ngoại thất, những khung cảnh ánh sáng ban ngày, ban đêm đều được thể hiện chi tiết trong cái series học này Chúc các bạn học thành công